Chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học toán lớp 11 của olm.vn Tiếp tục với bài học hàm số lượng giác Ở trong bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về định nghĩa của các hàm số lượng giác cũng như tính chẵn lẻ của các hàm số này Thì ở bài ngày hôm nay, chúng ta đi vào nội dung lớn tiếp theo đó là tính tuần hoàn và đồ thị của hàm số Một ví dụ về tuần hoàn rất gần gũi với chúng ta đó chính là thời gian Một ngày thì có 24 giờ và cứ trôi qua 24 giờ hoặc 48 hoặc 72 giờ thì chúng ta sẽ bước sang ngày tiếp theo. Đó chính là tính tuần hoàn của thời gian. Và số dương nhỏ nhất để quá trình đó lặp lại, người ta gọi là chu kỳ và tính tuần hoàn của chúng ta cũng có những đặc điểm như vậy. Hàm số y bằng fx có tập xác định là d được gọi là tuần hoàn nếu như tồn tại một số t khác không. Và thông thường chúng ta xét t dương sao cho x trừ t và x cộng t là các giá trị thuộc tập xác định. Điều kiện này rất nhiều hàm số có. Tuy nhiên chúng ta còn phải thỏa mãn điều kiện thứ hai đó là fx bằng fx cộng t. Có nghĩa là khi x cộng hoặc trừ đi t thì giá trị của hàm số vẫn không thay đổi. Thỏa mãn các điều kiện này thì hàm số của chúng ta gọi là hàm số tuần hoàn và số dương nhỏ nhất thỏa mãn tính chất trên gọi là chu kỳ của hàm số tuần hoàn. Quay trở lại với ví dụ thời gian của chúng ta. Giả sử bây giờ là 12 giờ trưa, sau 24 giờ thì thời điểm 12 giờ trưa lặp lại. Hoặc 48 hoặc 72 giờ chúng ta đều có vòng tuần hoàn này. Và số dương nhỏ nhất ở đây là 24, người ta gọi đây là chu kỳ tuần hoàn. Và vận dụng lý thuyết này, chúng ta sẽ đi vào giải quyết hỏi chấm 6. Tìm những số t sao cho fx cộng t bằng fx với mọi x thuộc vào tập xác định của các hàm số sau đây. Hàm số đầu tiên fx bằng sin x và hàm số thứ hai fx bằng tan x với hàm số sin thì chúng ta sẽ có sin x thì bằng sin x cộng với 2pi hoặc là chúng ta cộng với 4pi hoặc là 6pi có thể cộng hoặc có thể trừ thì giá trị của sin vẫn không thay đổi tương tự cho trường hợp tan các em có thể lấy các ví dụ ở đây thầy có thể lấy tan x thì bằng tan x cộng với pi hoặc là trừ đi 2pi hoặc là cộng với 7 pi thì giá trị tan của chúng ta vẫn giữ nguyên. Do đó chúng ta có những số T là 2P, 4P 6P trong trường hợp A và P 2 pi 7 pi trong trường hợp B. Chú ý vào các giá trị T này ở trong cả hai trường hợp A và B. Ở trong trường hợp A thì những số này đều có dạng là 2KP với K thuộc Z. Do đó trong những số 2KP này, số dương nhỏ nhất ứng với K bằng 1 chính là giá trị 2P và chúng ta chứng minh được chu kỳ T của hàm số sin là 2 pi Tương tự trong trường hợp tang, những số này đều có dạng là Lp với L thuộc Z. Vậy trong các số đó, số dương nhỏ nhất sẽ ứng với L bằng bao nhiêu? Giá trị L chúng ta vẫn có là 1, do đó chu kỳ của hàm số tang sẽ chứng minh được là T bằng pi Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chứng minh nhận xét trên. Ở hỏi chấm 7, hàm số y bằng sin x với a dương các em hãy chứng minh hàm số này tuần hoàn với chu kỳ T bằng 2P trên A. Và quá trình chứng minh hỏi chấm 7 sẽ không hề đơn giản. Các em chú ý vào các bước thầy xử lý bài toán. Và đó cũng là những bước để chúng ta thực hiện bài xét tính tuần hoàn của một hàm số và tìm chu kỳ của hàm số này. Trước tiên, về tính tuần hoàn, chúng ta sẽ phải xử lý hai điều kiện. Điều kiện đầu tiên, x cộng t thuộc r và x trừ t thuộc r như vậy cả x cộng t và x chữ t đều thuộc tập xác định của hàm số y bằng sin x điều kiện đầu tiên được thỏa mãn chuyển sang điều kiện thứ hai thể xét sin x và sin x cộng t ở đây các em chú ý là chúng ta xét a nhân với cả x cộng t chứ không phải là tất cả x sau đó mới cộng với t và ở đây người ta cho chu kỳ t là 2 pi trên a để chúng ta chứng minh với những bài toán phức tạp hơn mà chưa có chu kỳ thì các em có thể tìm chu kỳ bằng cách dự đoán. Con ở bài này, thầy thay t bằng 2 pi trên a. Khi đó, a nhân x, x là ax, a nhân t là a nhân với 2p trên a chính là 2 pi Mà sin ax cộng 2p chính bằng sin ax. Ở đây a lớn hơn 0. Do đó fx của chúng ta chính bằng fx cộng t. Hai điều kiện thỏa mãn. Hàm số y bằng sin ax là một hàm số tuần hoàn. Vậy là chúng ta đã chứng minh xong tính tuần hoàn của hàm số. Nhiệm vụ còn lại là xác định chu kỳ T là 2pi trên A. Do sẽ có rất nhiều số T làm cho hàm số tuần hoàn, do đó chúng ta sẽ đi tìm số dương T nhỏ nhất thì đó sẽ là chu kỳ của hàm số. Và bài toán này chúng ta sẽ sử dụng phương pháp phản chứng để chứng minh. Thầy giả sử là có một số T còn nhỏ hơn 2pi trên A mà cũng thỏa mãn điều kiện sin ax bằng sin a x cộng t. Ta sẽ đi chứng minh điều này là vô lý. Khi đó, thầy sẽ chọn một số x bằng pi trên 2a. Thay x vào biểu thức này, ta sẽ có sin a x chính là a nhân x, x là pi trên 2 sin pi trên 2 bằng sin pi trên 2 cộng at. Đến đây, các em hãy cho thầy biết sin pi trên 2 cộng at thì có liên hệ gì với cốt của at? sin pi trên 2 của chúng ta sẽ có giá trị bằng 1. Còn sin pi trên 2 cộng AT thì chính là cốt AT. Giải phương trình này, AT sẽ bằng L2P với L là một số nguyên. T chúng ta đã giả thiết là lớn hơn 0 và nhỏ hơn 2P trên A. Thầy sẽ thay vào biểu thức này, ta sẽ có 0 lúc này sẽ nhỏ hơn L2P trên A và nhỏ hơn 2P trên A. Do đó điều này vô lý và chúng ta đã chứng minh được y bằng sin x tuần hoàn với chu kỳ 2 pi trên a. Ta có kết luận đầu tiên, hàm số y bằng sin x là một hàm số tuần hoàn với chu kỳ t bằng 2 pi trên trị tuyệt đối của a tổng quát cho cả trường hợp a dương và a âm. Bởi vì chu kỳ luôn luôn là một số dương. Tương tự với hàm số cosin, hàm số tan và hàm số cotang, chúng ta cũng có thể sử dụng cách này để chứng minh chu kỳ của hàm số và hàm số y bằng cos x cũng có chu kỳ là 2 pi trên trị tuyệt đối của a còn hàm số cô tang và hàm số tang cụ thể là tang x và cô tang x sẽ tuần hoàn với chu kỳ t bằng pi trên trị tử đối của a các em chú ý vào hai công thức này để chúng ta sử dụng trong quá trình làm bài vận dụng chúng các em hãy trả lời cho thầy hỏi chấm tám chấm một tìm chu kỳ tuần hoàn của hàm số y bằng sin x trên hai áp dụng chứng minh trên hàm số y bằng sin x với a dương tuần hoàn với chu kỳ hai pi trên a cho nên với hàm số y bằng sin x trên 2 tương ứng với y bằng sin ax, các em hãy cho thầy biết a sẽ ứng với giá trị là bao nhiêu? Như vậy a là 1 phần 2, do đó hàm số này sẽ tuần hoàn với chu kỳ là 2 pi trên 1 phần 2. Và đáp số của chúng ta là 4 pi. Hàm số đầu tiên tuần hoàn với chu kỳ T1 là 4 pi. Tương tự với hỏi chấm 8.2, các em hãy trả lời cho thầy chu kỳ tuần hoàn của hàm số y bằng 2 cốt pi trên 2 là bao nhiêu? Ở ví dụ tiếp theo này, có một lưu ý khác biệt so với bài trước đó chính là số 2 ở đây. Nhiều em thắc mắc, số 2 này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới chu kỳ của hàm số? Thì hàm số y bằng cốt ax luôn tuần hoàn với chu kỳ 2 pi trên trị tuyệt đối của a. Còn 2 thì không phải là hệ số của x, cho nên 2 hay là 100 thì chu kỳ của hàm số vẫn không thay đổi, vẫn là 2pi trên trị tuyệt đối của A. Công việc của chúng ta chỉ cần xác định A trong trường hợp này là bao nhiêu. A bằng 3 phần 2, do đó hàm số sẽ tuần hoàn với chu kỳ là 2pi trên 3 phần 2 chính là 4pi trên 3. Hàm số thứ hai tuần hoàn với chu kỳ T2 là 4pi trên 3. Ngoài ra nếu thay đổi đề bài là chứng minh hàm số ở 8.1 và 8.2 tuần hoàn thì các em cũng có thể sử dụng cách này để chúng ta dự đoán được chu kỳ và từ đó sẽ xử lý hai điều kiện x cộng t x trừ t thuộc tập xác định và fx bằng fx cộng t để chứng minh hàm số tuần hoàn ở đây hai hàm số y bằng sin x trên hai và y bằng hai cốt bái trên hai chúng ta đã tìm được chu kỳ ở phía bên trên từ đó các em hãy tìm chu kỳ tuần hoàn của hàm số y bằng sin x trên hai cộng hai cốt bái trên hai để giải quyết bài toán này, thầy có một nhận xét dành cho các em. Hàm số y bằng fx có chu kỳ tuần hoàn t1. Hàm số y bằng gx có chu kỳ tuần hoàn t2. Khi đó hàm số y bằng fx cộng hoặc trừ gx sẽ tuần hoàn với chu kỳ t có liên hệ với t1, t2 như sau. T sẽ bằng m t1 và bằng n t2. Và ở đó m và n là các số nguyên tố cùng nhau. Để hiểu dễ dàng hơn thì có một mẹo dành cho các em. Nếu như với T1, T2 là các số tự nhiên thì điều này đồng nghĩa với việc các em đi tìm bộ chung nhỏ nhất của T1 và T2. Cụ thể với bài toán này. Khi đó các em sẽ có 1 nhân với T1 bằng 3 nhân với T2. Và mà 1 với 3 nguyên tố cùng nhau. Nguyên tố cùng nhau có nghĩa là ước chung duy nhất của chúng là 1. Cho nên chu kỳ của chúng ta sẽ là 4 pi bằng 4 pi nhân 1 và bằng 4 pi trên 3 nhân 3. Và đó cũng là chú ý cuối cùng của chúng ta về tính tuần hoàn toàn số.